Thì người ta nói cảnh là cảnh vui đó. Cảnh vui làm cho mình cười, cảnh buồn làm cho mình khóc. Như vậy đó thì muốn tạo ra cảnh vui đó, có những cái cảnh vui tự nhiên, à, có những cảnh vui mà người ta sắp đặt, à, thì cái này tạo ra nụ cười thì nụ cười này nó tương đương với nụ cười vật lý. Nụ cười vật lý tức là chúng ta ra lệnh cho nó cười. Mình đâu có muốn cười đâu, nhưng mà mình phải cười. Khi gặp ta mình cười, gặp ta mình cười, hay giao tiếp mình cười, nhiệm vụ mình phải cười. Làm việc không cười không được. Tại vì á, mình đã trưng ra ngoài mặt tiền, mình không cười á, là ta bỏ mình ta đi chỗ khác. Cho nên phải cười để làm hài lòng cho khách hàng. Nhưng mà nếu mà cái thế giới xung quanh của cảnh á, làm cho mình cười, thì là mình không có tạo ra được cái phước báo. Nhưng mà nếu chúng ta ra lệnh cho chúng ta cười để làm hài lòng người khác, để làm cho người ta vui á, thì nó mới đem lại phước báo. Nụ cười vật lý vẫn đem lại phước báo cho người khác. Quý vị hiểu nào? Tức là về nó tác động ở trên gương mặt của mình á, thì giống nhau. Nhưng mà cái nụ cười mà mình ra lệnh cho nó, tức là mình cố ý á, mà để làm hài lòng người khác, để là người khác an tâm á, tức là mình cười xã giao, hay là mình cười thân thiện, hay mình cười làm cho người ta an lòng, vân vân. Tất cả cái đó làm cho người khác bình an. Như vậy thì mình làm cho người khác bình an vậy đó, thì là mình làm ra được phước báo. Còn nụ cười thứ hai á, là nụ cười gọi là tự tâm á. Tâm gì nó sẽ trổ ra bên ngoài một cái nụ cười đó. Thì ở trong đó nó có chia làm hai cái loại, có một loại ác tâm và một loại thiện tâm. Ví dụ như loại ác tâm là cái tâm mình khi dễ người khác, mình gặp mình cười cái mình chè môi, là nụ cười khi dễ. Rồi ví dụ như á, là tâm mình ngã mạn vì bởi thành công của mình, mình cười một cách ngạo nghễ, là nụ cười đó nó liên quan tới cái tâm ác. Cái tâm tự cao, tự mãn, cái tâm khinh khi người khác, cái tâm là chê bai người khác, tâm khinh khi người khác, thì nó cũng là xuất phát từ tâm, nhưng mà xuất phát từ góc độ của tâm ác. Tức là những cái tâm mà làm cho mình không có được bình an, và làm cho người không có được an bình, thì nụ cười đã xuất phát từ những cái tâm ác. Ở đây cái nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thì chúng ta đang nói nụ cười xuất phát bởi những tâm thiện, nó mới đem lại cái sự bổ dưỡng cho mình. Có nghĩa là khi mà chúng ta cười thì nó sẽ làm cho chúng ta ít bệnh ít hoạn, ta kéo dài tuổi thọ, để cho tâm mình thanh thản. Thì tất cả những cái đó mới là cái nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là chỗ đó. Tức là khi mình cười đó thì tự nhiên thân và tâm của mình nó khỏe mạnh, rất là bình an, rất là khỏe mạnh. Như vậy thì làm sao? Thì ban đầu chúng ta tập cười vật lý để làm chi? Để cho nó thành thói quen của cười thôi. Chứ là chúng ta phải sửa từ góc độ của tâm thì mới có cái nụ cười thật sự là nụ cười với tâm thiện lành. Thì nụ cười tâm thiện lành đó mới là cái 10 thang thuốc bổ mà mình nói. Còn chúng ta cười với tâm ác thì nó không đem lại cái thuốc bổ. Tại vì một cái tâm ác nó sẽ tấn công vào một cái cơ quan nội tạng của mình. Ví dụ như tâm tham, tâm sân, tâm lo lắng, tâm sợ hãi, tâm buồn, giận, dần dần nó sẽ tấn công các cái bộ phận cơ thể của mình, làm cho cái bộ phận cơ thể của mình á, là nó sẽ bị yếu đi. Ví dụ như chúng ta thường hay sân si, giận hờn, ghét ghen, thù hận, thì cái lá gan của mình nó sẽ yếu đi. Cái khả năng là lọc ở trong cái lá gan mình á, lọc chất độc lá gan mình nó yếu đi. Cho nên những người nào mà từ bi á, từ bi người cái sân si, từ sân si á là đi chiều này, từ bi đi chiều ngược lại. Nên người nào mà giữ được tâm từ bi á, quý vị, cái lá gan tốt lắm. Nên có nhiều người á là người ta uống cái chất để mà giải độc gan. Ví dụ như á, người ta xay nước khổ qua lên, ví dụ lấy khổ qua đó ta chặt nhỏ ra, thấy chưa? Bắt đầu á là người ta xay đó, tức là người ta xay sinh tố á, ngày xay sinh tố xong ta mới đổ nước vô, ta nấu xong ta lượt ta uống cái nước khổ qua đó, giải độc gan rất tốt. Rồi bây giờ á là người ta
à, táo mình á, cái trái táo á, cái apple á, trái táo đó mình vắt nước à, tức là có cái máy ép á, ép nước á, ép xuống à, mình uống nước đó à, lọc giải độc gan à, rất tốt. Rồi à, artiso à, nấu lên á, cái artiso tươi đó à, nấu lên giải độc gan rất là tốt à, hoặc giả là chúng ta uống à, rau má. Bởi vì rau má mình á xay lên thôi à, người ta có thể rau má uống nước dừa thì nó mát lắm, hoặc là uống nước không được. Chứ rau má mà thường thường ta bán ở ngoài chợ đó cho lỏng lỏng, người ta uống với nước dừa, người ta dằn miếng muối vô nồng cái chúng à, thì giải độc gan rất tốt à, có gì tức là những cái mà giải độc gan, hoặc là biển súc à, biển súc giải độc gan rất là tốt, nhiều thứ lắm giải độc gan tốt lắm à, thậm chí mặn ri giải độc gan rất là tốt. Cho nên á là mình á tính đâu mình uống à, thuốc vô mới giải độc được gan. Chỉ cần mình uống nước đầy đủ và chúng ta tập tâm từ bi thôi, cái tâm từ bi giải độc gan tuyệt vời. Tại vì á sân nó hại gan, mà từ bi ngược lại sân, vậy là nó tốt cho gan. Quý vị về lọc gan bằng tâm từ bi đi à, quý vị bằng 10 thang thuốc bổ đấy. Nên chúng ta từ cái tâm từ á là mình nở nụ cười, là nụ cười thương yêu. Từ tâm từ á mình nở nụ cười thương yêu, cho nên cái nụ cười thương yêu nó xuất phát từ tâm từ á là ngàn thang thuốc bổ nó, chứ không phải là mười thang đâu. Tâm từ là tâm thương yêu khi thấy chúng sanh khổ ở một khía cạnh nào đó trong cuộc đời. Vậy chứ con người khổ lắm, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Dạ, quý vị mình nhìn thấy người ta khổ đó, mình khởi lên cái lòng từ thương yêu người ta và muốn cứu giúp người ta để qua khỏi cái cơn đau khổ đó, nên chúng ta đạt được một lòng từ bi. Và chính lòng từ bi đó, nếu người nào có lòng từ bi là gặp ai người ta cũng cười chứ. Chứ ít gì cười để cho người khác an tâm, chứ ít gì cười cũng đang mang lại sự bình yên cho họ. Và chứ ít gì cười sợ người ta thấy mình á, cái mặt không cười người ta bất an. Cho nên á là mình cười à, nên cái lòng từ bi á quý vị, là người ta xuất phát từ lòng từ bi, người ta cười nhiều kiểu khác nhau lắm, nhưng mà kiểu nào cũng làm lợi ích cả. Ví dụ từ bi á là mình với tâm quan hỷ à, là từ bi hỷ xả đó. Rồi á là mình từ bi với cái tâm thương yêu, mình muốn đem lại sự an lạc cho người khác, mình cười xã giao cũng được nữa. Nhưng mà nó xuất phát từ cái lòng từ bi, từ cái tâm từ bi của mình. Cho nên á, người nào muốn giải độc gan á, sáng uống một ly nước cao nè, cỡ ly này nè uống 2 ly. Sáng sớm mình nước ấm ấm nha, đừng lạnh quá. Nhằm khi cái bao tử mình yếu á, uống nước lạnh nó không tốt. Mình uống nước ấm ấm mà đừng nóng quá cũng không tốt luôn. Ai mà uống nước nóng quá, lạnh quá là răng hư chân. Cái răng mình nó kỵ nóng với kỵ lạnh. Nên có nhiều người nói là răng mình ăn kẹo hoặc là uống kháng sinh nhiều quá. Uống kháng sinh nhiều thì răng nó chỉ có là sẫm màu thôi, nó không được trắng thôi à. Chứ hư răng á là răng mình nó chứa những cái chất canxi á. Nên khi mà chúng ta uống lạnh quá, nóng quá, thời gian sau là nó lão quá, nó nứt cái răng đó, nó hư, nó lại mau hư cái răng lắm. Nên có nhiều người á uống cà phê à, uống cái sữa vân vân, uống quá nóng á, hoặc là mình ăn cháo á quá nóng, hoặc là mình ăn thức ăn quá nóng. Ví dụ như mình luộc củ khoai lên cũng nào ăn vừa thổi thổi vừa ăn vậy đó, thì nó ngon thiệt nhưng mà răng nó tiêu chừng. Có nhiều người thích uống nước đá, có nhiều người á là thích nhai nước đá, nhai rụm hồi răng tiêu chừng lần không sao. Bởi vì nhầm khi người ta nói ăn kẹo siết ăn răng, thực ra không có con siết nào hết trơn. Mình ăn kẹo vô nó chém vô kẽ răng rồi cắt cái con mày dây trùng á, nó tấn công vô cái men răng mình thôi. Cho nên á mình lọc cái lá gan của mình á là bằng cái nụ cười thương yêu của tâm từ bi. Cầu với lọc gan á là gan mình sạch bon luôn à, nếu có lỡ mà có bệnh gì gan á nó cũng phục hồi với lòng từ bi á. Nên cái lòng từ bi phục hồi gan nhanh lắm. Cho nên ai á
mà lỡ có bệnh gan viêm A, B, C, D, sơ gan, hoặc là nhiễm độc gan, hay là bị khối u, ung thư, dần dần để hỗ trợ cho thuốc uống, hỗ trợ cho điều trị đó quý vị, chúng ta hay thường hay khởi tâm từ để lọc cái lá gan của mình và uống nước cho đều. À, quý vị, nên cái người mà thường hay giữ cái tâm yêu thương với lòng từ bi á, cái gan mình nó khỏe mạnh như là lực sĩ vậy đó. Đó là chúng ta nụ cười với cái tâm thương yêu, với cái lòng từ bi. Rồi bây giờ á, là chúng ta nở một cái nụ cười với cái tâm quan hỷ. Quan hỷ nghĩa là gì? Quan hỷ nghĩa là người ta làm phước báo, làm công đức gì đó thì là chúng ta quan hỷ với cái đó. Sự quan hỷ là nó mất đi cái tánh ích kỷ của mình. Sự quan hỷ mất ích kỷ. Nhớ nha, sự quan hỷ mất cái ích kỷ. Mình hay ích kỷ lắm, người ta làm mình không có chịu đâu. Thấy người ta làm tốt, mình chỉ có hứ với ngoách thôi à. Chứ mình không có tán thán. Mình không có quan hỷ. Cái này tập nhiều năm, nhiều tháng lắm. Tập đây bằng gì? Bằng quán. Quán nghĩa là gì? Mình cũng muốn giúp đỡ chúng sanh, và chúng sanh được giúp đỡ, chúng sanh rất là an vui. Chúng sanh được giúp đỡ, chúng sanh rất nhiều lợi ích. Cho nên mình là cố công giúp đỡ người khác. Nhưng mà mình chưa có duyên để giúp, thì người khác giúp đỡ người khác. Mình lấy đó làm quan hỷ, mình vui với cái niềm vui chung đó. Bắt đầu mình tập, mình hay tư duy, mình tập. Thấy người ta bố thí nha, thấy người ta cúng dường nha, thấy người ta cho hay thấy người ta tặng nha, mình tập cái tâm quan hỷ với cái việc làm đó đó, tức là mình vui với việc làm đó nên mình nở lên nụ cười với nụ cười quan hỷ. Nên mình thấy người ta đi từ thiện mình cười. Mình thấy là người ta giúp đỡ người khác mình cười. Với nụ cười quan hỷ. Với tất cả mọi người đó, thì cái nụ cười đó đó quý vị, nó sẽ đem lại cho mình phước báo rất là lớn. Khi chúng ta quan hỷ được với những người khác, với tâm quan hỷ đó, thì trong lòng mình đó sẽ rất là bình an. Tại vì chúng ta đã chiến thắng được sự ích kỷ của nội tâm của mình, nên lòng mình rất là bình an. Nên khi mà lòng mình bình an á, thì lại nó đâu có bệnh hoạn gì nhiều. Tâm mình không bình an á, nó mới sanh bệnh. Còn mà tâm mình bình an á, ít sanh bệnh. Nên mình tập quan hỷ với những người khác làm những cái điều mà phước thiện, phước đức, những cái điều từ thiện, những điều tốt đẹp, chúng ta quan hỷ với cái đó. Đó là nụ cười với cái tâm quan hỷ. Rồi bây giờ chúng ta nụ cười với cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm gì? Tâm thanh tịnh là tâm không có khởi lên bóng dáng có phiền não. Đó là tâm thanh tịnh. Cái người mà giữ tâm thanh tịnh đó quý vị, họ cười không có cười ha hả, mà họ cười nhẹ thôi, cái miệng họ cười nhẹ thôi. Tâm thanh tịnh. Nên cái người mà thanh tịnh trong tâm á, thì cái thân mình được khinh an. Cái tâm thanh tịnh á, thì thân được khinh an. Ai giữ được tâm thanh tịnh thì thân mình khinh an. Mà tâm cái thân mình khinh an có nghĩa là cái thân mình rất là bình an, nên luôn luôn nào mình cũng vui, nên mình vui mình cười. Nó xuất phát từ tự tâm đối với tâm thanh tịnh. Nên tâm thanh tịnh mình phải tập, tức là mình an trú. Tức là chúng ta an trú ở nơi cái tâm không có động loạn. Bây giờ ví dụ nè, cái tâm mình nằm đây, tức là về sắc ý vật á, là tâm mình nằm đây. Cái tâm mình á thì là vô hình vô tướng, nhưng mà nó liên quan tới thân á thì nó làm chủ ở chỗ trái tim. Khi liên quan tới thân á, cho nên khi mà mình an trú cái tâm gì đó thì là theo kinh nghiệm thôi, thì người ta an trú nơi trái tim nè. Ví dụ như á, mình an trú lòng từ bi, giữ tâm tình bi mình giữ ở đây nè. Có nhiều người nói á là tâm có nhìn thấy đâu mà thầy giữ đó. Thiệt, tâm không có nhìn thấy. Không nhìn thấy thì làm sao giữ? Mình giữ á, thì phải giữ trên cái vật chất chứ. Nhưng mà cái thân với cái tâm nó có liên quan. Nên chúng ta giữ ở đây,
là giữ được hết. Người ta thiền, ta test pháp bên gái cũng từ đây, mình giữ tâm cũng giữ từ đây. Quý vị giữ thử đi, ví dụ như mình khởi lên lòng từ bi thương yêu, mình giữ đây, rồi mình giữ được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là cái tâm không khởi lên cái vọng động của phiền não, không giận, không hờn, không ghét, không ghen. Nó không có khởi lên chứ không phải không có. Nó không có khởi lên chứ không phải là không có. Nếu không có là mình đoạn tận tất cả là hoặc này. Còn đây á, là chúng ta làm cho không có khởi lên. Tâm nó không có khởi lên thì mình giữ cái tâm không có khởi lên đó. Mình giữ ở đây. Mình giữ tâm đừng cho nó khởi lên. Giống hình như cái mặt nước á, mà nó lẳng lặng vậy đó. Mình giữ tâm lẳng lặng chân chỗ này nè. Đó, mình giữ thử 1 giây, 2 giây, giữ 3 giây, giữ 4 giây, giữ 5 giây. Hoặc giả là ta giữ tâm niệm Phật á, thì ở trong nhà Phật được gọi là an trú. An trú có nghĩa là mình giữ cái tâm đó ở một cái trạng thái đó, nó không cho nó mất cái trạng thái đó. Giữ tâm không cho mất, tức là nó sanh tâm liên tục đấy. Nếu mà xét ra từ đàm, trong ba sát na mà tâm sanh ra, thì ba sát na này sanh, ba sát na khác sanh, ba sát na khác nó sanh nữa. Mình nối nhiều cái sát na lại với nhau thành một cái trường đoạn, làm cái độ dài của nó. Cho nên mình muốn giữ tâm nào đó, mình giữ chặt chân đây nè. Ví dụ như á, ngày Xá Lợi Phất, sáng ngày đi vào trong làng ngày khất thực, thì ngày A Nan mới thấy ngày Xá Lợi Phất, thấy cái tướng rất là đẹp và gương mặt hồng hào, nụ cười trên môi hoan hỷ. Ngày A Nan lại bạch ngày Xá Lợi Phất là sư huynh, hôm nay là sư huynh an trú trong cái tâm gì mà sao thấy sắc tướng của sư huynh nhuận mà đẹp lắm. Thì ngài Xá Lợi Phất nói là hôm nay ta an trú trong sơ thiền. Có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất đã an trú giữ cái tâm sơ thiền đó đi khất thực. Thường thường á quý vị, người ta giữ được tâm sơ thiền khi người ta tọa thiền thôi. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất á, giữ tâm sơ thiền khi ngài đi khất thực. Cho nên ngài rất là thuần thục với cái tâm sơ thiền đó nên ngài mới giữ được cái đó. Chứ người mà không thuần thục không có giữ được trong lúc đi đứng nằm ngồi, chỉ có đi đang lúc tọa thiền mà thôi, chứ trong lúc đi đứng ta không có giữ được. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất giữ được tâm đó là tâm sơ thiền, gọi là an trú. Và ngày hôm sau ngài Xá Lợi Phất lại đi vào ở trong làng khất thực, thì hôm nay thân tướng của ngài lại nhuận hơn, đẹp hơn, hoan hỷ hơn. Thì ngài A Nan mới đến hỏi nữa, sư huynh bữa nay sư huynh an trú trong tâm gì mà sao thấy thân tướng còn đẹp hơn qua. Thì ngài Xá Lợi Phất nói là hôm nay ta an trú trong nhị thiền. Và gì biết là ở trong kinh Đức Phật dạy sơ thiền là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Có nghĩa là từ một cái tâm không có ham mê các cái cảnh của thế gian, như cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc của thế gian, thì đó thì gọi là ly dục. Tịnh chỉ tầm tứ, chứng và chú từng thiền thứ hai, một cảm giác hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Đó là trạng thái của nhị thiền. Cho nên ngài Xá Lợi Phất giữ được cái trạng thái của nhị thiền đó, đi vào ở trong làng khất thực. Nên từ cái tâm đó mà tỏa ra bên ngoài cái tướng oai nghi tế hạnh, rồi da mặt hồng hào rất đẹp, trên môi đầy quan hỷ với cái nụ cười của nụ cười sơ thiền và nụ cười của nhị thiền. Đó quý vị, nên ở trong tâm gì nó sẽ xuất phát ra cái nụ cười đó. Và chính cái nụ cười đó đã làm cho sự khinh an của cái thân của các ngài. Cho nên mình thường hay mình giữ nụ cười trên môi á, thì cái thân mình rất là khinh an. Khinh an tức là thân nó khỏe, nó nhẹ nhàng. Quý vị, khinh và trọng, trọng là nặng, khinh là nhẹ. Ê, người ta hỏi
Sao á, cái thân mình cũng có nhiêu ký đó mà thầy, mà sao một bữa nặng bữa nhẹ, bữa khinh bữa trọng. Khinh an á thì là nó nhẹ, mà có một bữa đi rất là nặng nề. Quý vị có thấy không? Mình có nhiêu ký đó thôi, nhưng mà bữa trước á thì mình đi nhẹ lắm, đi thân thoát thoát thoát. Còn bữa sau á là đi cái chân bước lên không nổi, đi lê 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 cái bước chân. Mình đã để ý đâu? Vậy thì tại sao mình cũng 50kg, 60kg, 70kg mà bữa trước mình đi lại rất là nhẹ nhàng, mà bữa nay á là mình đi á rất là chậm chạp và nặng nề, cũng có nhiêu ký đó. Là do cái thân có khinh an hoặc không có khinh an. Quý vị nhớ nha, thân mình đã có sự khinh an và không có sự khinh an, nên là mình cảm giác nhẹ hay nặng khác nhau, chứ số ký mình y chang. Nhưng cái gì mà làm cho cái thân mình khinh an, đó là chính là cái tâm. Cái tâm của mình nó thanh tịnh, tức là tâm mình không có sự hiện diện của phiền não, nên cái thân mình rất là khinh an. Hoặc giả là cái tâm mình có niềm vui thì cái thân mình cũng khinh an. Nên cái thân khinh an á tùy vào mức độ của cái tâm mà nó độ nhẹ của nó tới cỡ nào. Với tâm thanh tịnh thì cái tâm khinh an ở cấp độ đó, với tâm từ bi tâm khinh an tới cấp độ đó, với cái tâm mà vui mừng thì tâm cái thân khinh an đến cấp độ đó. Nó khác nhau chứ không có giống nhau. Cái độ nhẹ của thân á nó khác nhau. Cái thân á mà mình càng bệnh là nó càng nặng, nặng nề, nên á ta gọi là nhiễm trọng trược. Trược là dơ, trọng là nặng. Nhiễm trọng trược là chúng ta nhiễm dơ và nó nặng nề của cái thân. Cho nên á, mỗi khi cái thân mình nặng nề á là mình biết mình đang bị nhiễm trược. Xét về phương diện vật lý á thì người ta xả trược. Quý vị nhớ cái bài xả trược không? Nằm ngửa lên, hai chân đưa ra trước, rồi hai tay đưa vào nào, nằm đây nè, nhắm mắt lại, hít mũi thở miệng 3 lần, 1, 2, 3, buông. Phải nằm dưới đất mới được, nằm đất á, nó mới chuyển hóa âm dương, cái trược khí nó mới đi ra. Đâu quý vị á, là làm thử coi, nên cái thân mình nó sẽ nhẹ nhàng. Cái đó là nhiễm trược vật lý. Nhiễm trược vật lý giống hình như lần điện sinh học đi vào mình, nhiễm trược vật lý. Còn đây chúng ta nhiễm trược tâm. Hai nhiễm trược khác nhau nha. Chúng ta có thể xả được là nhiễm trược vật lý, và chúng ta có thể xả được nhiễm trược tâm. Nhiễm trược tâm á là chúng ta xả bằng cách á, là tâm chúng ta đưa về với cái trạng thái là không không. Còn thân của mình vậy đó là không nhúc nhích. Cái thân của mình á là nếu mà chúng ta bất động không nhúc nhích thì chúng ta đưa cái thân mình về không không. Tâm của mình bất động không nhúc nhích là đưa cái tâm về không không, thì lúc đó là lúc xả trượt. Nên đó, chúng ta đưa hai tay vào nhau, ta nằm lên đây, nằm xuống sát dưới đất, ngay dưới đất, ngay dưới nằm đất. Rồi chân mình duỗi thẳng ra, nhắm mắt lại, 1, 2, 3, buông. Buông cái gì? Thân của mình là không có gồng lên, tức là không có sử dụng một cái lực nào của căn cơ. Và thân của mình đó là bất động. Thứ nhất là bất động, thứ hai là không có căng cơ, là gọi là thả lỏng. Thả lỏng toàn thân và bất động. Thả lỏng toàn thân và bất động thì là trược vật lý ở trong thân nó sẽ ra. Cái thứ hai là ở trong tâm mà lỡ nhiễm trược. Nhiễm trược trong tâm nghĩa là gì? Ví dụ như cái tâm mình rỗng rang lắm, nhưng gặp người ta chửi, gặp người ta mắng, rồi gặp người ta khởi những cái tâm ác,
tự nhiên mình không hài lòng, tự nhiên mình bực bội, tự nhiên gì đó, đại loại là những tâm ô nhiễm, nó làm cho cái tâm của mình nó ô nhiễm. Nên mỗi khi đi về mình xả trượt cách đó đó, xả trượt tâm mình lúc đó không không, giữ trạng thái không không của tâm, giữ trạng thái không không của thân. Thời gian khoảng 10 tới 15 phút thì trượt nó ra khỏi cái thân và tâm của mình. Mà trượt nó ra khỏi thì thân mình được khinh an, mà thân được khinh an thì mình mới được nhẹ nhàng, mới được thanh thản. Cho nên với cái tâm thiện lành thì bao giờ cũng đem lại sự khinh an của thân. Nên tâm thiện lành đó là liều thuốc bổ cho mình đó. Ví dụ như là tâm từ bi nè, hồi nãy chúng ta nói đó, rồi tâm thị xã, hỷ xã nè, như ngài Xá Lợi Phất vào được các cái tâm thiền nè, rồi là giữ tâm thanh tịnh nè, quý vị, rồi là chúng ta giữ cái tâm thích nghi nè, vân vân. Nhưng mà giữ tâm thanh tịnh là làm cho cái thân mình khinh an nhiều nhất. Giữ tâm thanh tịnh, nên cái người tu tập họ tập an trú trong tâm thanh tịnh. Dĩ nhiên là chúng ta chưa được hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà mình an trú trong thanh tịnh, tức là mình kéo dài cái sự thanh tịnh đó ra 1 giây, 2 giây, 60 giây là được 1 phút, 60 phút là được 1 giờ, 12 giờ là được 1 ngày, 24 giờ là ngày đêm, 7 ngày là tuần, 4 tuần là tháng, 12 tháng là năm. Mình kéo dài đó ra, mình giữ cái đó đó, mình photocopy nó, photo. Hồi nãy mình giữ được tâm đó rồi, mình photo ra. Y vậy. Nên những cái tâm thiện lành á, thì cái tâm á, gốc á, là không tham sân si, ngọn là xa rời phiền não. Tâm thiện lành á, là tâm đó đó. Tâm thiện lành á, gốc á, là không tham, không sân, không tà kiến, là si mê đó. Ngọn là không có phiền não. Đó là giữ tâm thiện lành. Mà tâm thiện lành thì làm cho cái thân của mình nó rất là khỏe mạnh. Thì nó giống như là thuốc bổ vậy đó quý vị. Nên thuốc bổ nó chỉ có nằm ở tâm thiện lành thôi. Còn thuốc độc nó sẽ nằm ở cái tâm ác và tâm phiền não. Nên mình mà giữ tâm ác nó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm về luân hồi sanh tử. Nó nguy hiểm về cái thân của mình không có được khinh an. Nên cái người trí ta không có giữ tâm ác. Mỗi khi tâm ác khởi lên là người ta là dùng các biện pháp để đánh tan nó, hoặc là người ta buông bỏ nó, chứ người ta không có giữ tâm ác. Tâm ác là tâm tham sân tà kiến, là gốc, ngọn là phiền não. Nên ta không có giữ tâm gì hết trơn á. Nên đối cảnh vô tâm mặc nhẫn thiền, vua Trần Nhân Tông ngài nói trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, đối cảnh vô tâm là giữ tâm thanh tịnh á. Vô tâm là tâm thanh tịnh á. Cái chữ vô tâm tức là tâm thanh tịnh, chứ không phải vô tâm là không có tâm. Vô tâm là không có tâm phiền não, tức là tâm thanh tịnh, chứ không phải là vô tâm là không có tâm nào. Nó có tâm thanh tịnh, chứ tại sao lại không nó không có tâm được. Nên vô tâm là tâm không có phiền não, tức là tâm thanh tịnh, chứ không phải là vô tâm là không có cái tâm nào. Nên thiền là ta giữ được tâm thanh tịnh đó đó, nên thiền nó sẽ đi đến cái cảnh giới của thanh tịnh của tâm của mình. Nên khỏi cần uống thuốc bổ, chỉ cần chúng ta giữ được tâm thiện lành mà an trú vào trong đó thì thân mình được khinh an. Nên mỗi khi người bệnh á quý vị, cố gắng mình sám hối để chi, để hướng về tâm thiện, và cố gắng tu để giữ tâm thiện. Sám hối chỉ hướng về tâm thiện thôi, và tu để giữ tâm thiện, thì cái cơ hội để vượt qua các bệnh tật nó rất là lớn. Nhớ là sám hối là mình hướng về thiện, nhưng mà tu tập thì mới đạt được tâm thiện. Sám hối là chúng ta hướng về tâm thiện lành.
tu tập là mình đạt được tâm thiện, thì những người bệnh tật á quý vị, nó sẽ kết hợp với thuốc mà mình có thể vượt qua dễ dàng. Còn người mà bệnh tật, càng bệnh tật á mà mình càng giữ cái tâm mà không thanh tịnh, tức là mình giữ không cái tâm không thiện lành á, thì bệnh nó càng khó hết. Nhưng mà đa phần người ta bệnh hoạn, người ta đau đớn á quý vị, người ta thường hay khởi lên cái tâm không có thiện lành. Ví như là mình khởi lên tâm giận hờn, sân si, ai ở kế bên mình cũng đấm, đau quá gặp ai cũng đấm, là tâm đó không phải là tâm thiện lành. Cho nên người nào bệnh tật á, muốn giữ tâm thiện lành á, thì là phải hiểu pháp sám hối. Còn bằng không á, thì người ta phải gia tâm niệm Phật. Lúc đó người ta chỉ hướng về Đức Phật thôi, người ta gia tâm niệm Phật thì cũng giữ được tâm thiện lành lúc đó. Cũng như cái phao, cái bè mình bám vậy đó. Nên lúc mà người ta bệnh tật nhiều á, quý vị, người ta niệm Phật nhằm khi người ta qua khỏi các bệnh tật là vậy đó. Là ta giữ được tâm thiện lành thì nó đi đến cái khinh an ở trong thân, nó sẽ vượt qua được các cái bệnh tật ở trong thân của mình. Như vậy á, thì mình muốn á, cho mình có một cái nụ cười ở trên môi, thì với cái tâm nào thì nó nụ cười y đó, mà với tâm thiện lành thì nụ cười ở trên môi của mình nó mới bằng 10 thang thuốc bổ. À, còn mà nụ cười vật lý thì chưa đủ 10 thang. À, nụ cười vật lý nghĩa là làm căng cái da mặt mình thôi, thì để thông máu hoạt quyến chút thôi. À, chắc nụ cười đó bằng 1 thang thuốc bổ thôi. Còn nụ cười mà với cái tâm thiện lành đó, thì làm cái nụ cười đó nó mới có là được 10 cái thang thuốc bổ. Như vậy thì mình được 10 thang thuốc bổ là chúng ta tạo cái nụ cười cho mình. Còn bây giờ nè, mình cho thuốc cho người khác nè, bố thí thuốc cho người khác nè, bố thí thuốc bổ bằng gì? Làm cho người ta cười. À, mình làm cho người ta cười với hai cái làm khác nhau. Mình làm cho một người ta cười là chúng ta lấy cảnh để gây cười. Cái thứ hai, mình làm cho người ta cười tức là mình chỉ cho người ta đạt được phương pháp thiện lành của tâm để người ta có nụ cười trên môi. Hai này khác nhau nha. Ví dụ là một cái người tu sĩ, người ta làm cho chúng sanh cười, đó là chỉ cho một phương pháp tu để hướng tâm, chỉ cho pháp tu để đem đến tâm lành thiện, để được khinh an của thân và nụ cười khởi lên theo sự khinh an đó, đó là tu sĩ. Còn một cái diễn viên hài thì họ tạo cảnh để cho người ta cười, thì dĩ nhiên trong lúc đó người ta cũng vui, người ta mới cười, đúng không? Nhưng mà qua cái đó rồi á, là người ta về nhà người ta buồn qua lại, người ta cười chỉ được một chút đó thôi. Nụ cười đó không xuất phát từ tự tâm, mà nụ cười đó nó tương đương nụ cười vật lý. À, có nghĩa là thấy cảnh bất ngờ mình cười thôi. Nên người diễn viên gây yếu tố bất ngờ nhiều chừng nào thì người ta cười nhiều chừng đó, nhưng mà bất ngờ phải khôi hài. Bất ngờ chừng nào ta cười nhiều chừng đó. Nên cười là nó phải nằm ở yếu tố bất ngờ, và cái bất ngờ đó là khôi hài. Cho nên á, mình tạo nụ cười cho người ta với hai cái khác nhau. Mình làm yếu tố bất ngờ khôi hài cho người ta cười thì cũng giúp cho người ta vui được chút, nhưng nó không giải quyết được đau khổ cho người đó. Tức là cái thuốc bổ này không bổ mấy, bổ con chút hả, chứ nó không bổ bền lâu. Nên đó không phải là một phương pháp để giải quyết tận gốc của đau khổ, mà đó là phương pháp thế chỗ thôi. Hồi nãy buồn quá, giờ coi hại cho vui một chút thôi, chỗ đó chút vui thôi. Nhưng mà hết hài rồi thì nó buồn ngược lại. Nên mình giúp đỡ người khác để cho người khác có nụ cười trên môi, để cho thân và tâm được an lạc như là thuốc bổ đó quý vị. Nên á, là mình giúp người ta ở trong gốc á, có nghĩa là giúp người ta cái cách để chuyển hóa cái tâm hồn của người ta. Cái cách để chuyển hóa tâm hồn có nghĩa là cái cách mà mình chỉ dẫn người ta quy y tam bảo, hướng về lành thiện, các phương pháp xả ly tâm, chỉ người ta cách nhẫn nhục để cho tâm sân không có hoành hành, chỉ cho người ta phát huy tâm từ bi để cho cái tâm quan hỷ phát triển.
chỉ ta cách niệm Phật, cách ngồi thiền, cách quán vô thường khổ vô ngã, để người ta không ham mê các cái thế gian nữa, và giữ được tâm an trú ở trong tâm thanh tịnh. Thì cái đó mình, chính mình đã tạo điều kiện cho những người khác sanh ra cái tâm, và chính tâm đó sẽ nở cái nụ cười ở trên môi của người ta. Với tâm đầy sự quan hỷ, tâm đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh, với tâm thiền, tâm định, tất cả những tâm đó đều đem lại nụ cười ở trên môi của những cái vị đó. Mà cái này là chính mình sẽ giúp đỡ cho người khác nở cái nụ cười, nên mình được cái phước báo. Nếu người nào mà giúp được người khác tự nở cái nụ cười trên môi với cái tâm lành thiện, thì người đó phước báo vô lượng vô biên. Có nghĩa là mình làm được người thân của mình, những người xung quanh mình, người thân của mình, người xung quanh mình, bạn bè mình, nếu đạt được cái điều đó quý vị, thì là mình sẽ được cái phước báo rất lớn. Cho nên dầu cho nụ cười vật lý, hay là dầu cho cái nụ cười của tự tâm, tức là nụ cười tâm linh, thì mình phải cần giữ nụ cười đó. Và mình sống mình có biết, cũng phải biết là giúp đỡ cho người ta có những nụ cười. Không phải là chỉ mình cười không, mà mình giúp đỡ người khác. Tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Cho nên là khi chúng ta mà cười cái nụ cười vật lý để xã giao, để làm an tâm, để an lòng cho người khác, rồi chúng ta hãy rèn luyện tâm của mình để được những cái tâm thiện lành, để thân mình được khinh an, thì mình nở ra nụ cười đó, nụ cười của tự tâm. Và mình giúp đỡ cho người khác bằng nụ cười vật lý, và giúp đỡ cho người khác bằng nụ cười tịnh tâm, thì cái đó mới hoàn thiện sứ mạng của người con Phật. Bữa trước là mình còn lại mấy câu phải không? Bữa nay thầy trả lời luôn cha. Quý vị bữa trước còn lại mấy câu hỏi đó, để thầy già trả lời luôn cho quý vị. Còn quý vị nào có gửi câu hỏi về thì hãy nhắn qua cái tin nhắn ở trên Zoom á. Nó có chỗ nhắn tin đó, quý vị cứ đánh vô là được, gửi qua là được. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, nghề nào ở hiện tại có thể kiếm đủ tiền sinh sống mà không mang nghiệp ạ? Hiện tại con đang làm nghề bán cây cảnh, cây kiển, thì nghề này có mang nghiệp không? Mà hình như trả lời rồi phải không? Cho anh tiếp câu 2. Dạ thưa thầy, làm ơn cho con hỏi, khi mình cho người khác tiền hay đồ thì rất vui, không tính toán, nhưng lúc họ có mâu thuẫn với mình thì mình thấy tiếc công tiếc của, quả báo tiếc như vậy sẽ như thế nào? Con mong thầy quan hỷ. Đúng rồi, mình cho người ta thì mình rất vui, tức là với tâm từ thiện, tức là với tâm thiện lành đó, tức là mình cho với tâm thiện lành đó là mình rất vui. Nhưng mà người ta cho là đang cho mà tiếc, cho xong rồi tiếc, hoặc là cho xong những sự hài lòng mà nó xảy ra và sự không hài lòng xảy ra, thì sự không hài lòng xảy ra thì chúng ta cũng tiếc luôn. Cho nên là tiếc đang lúc cho, tiếc sau khi cho, và tiếc khi có cái sự việc mà xảy ra mình không hài lòng, mình thấy cái đồ cho tiếc. Ví dụ mình giúp cho người đó, muốn cho người đó tốt đẹp, mà bây giờ nó biểu hiện không có tốt đẹp gì hết trơn á, thì lúc đó ta rất là tiếc. Tại vì khi mình cho, mình muốn là gì? Mình cho họ, mình muốn cải thiện họ, muốn họ tốt đẹp, bây giờ họ không tốt đẹp, nên mình bực bội, bức bối. Mình rất là tiếc, mình là phải chi rồi đó, tôi cho người khác phải chi, đại loại như vậy. Ở trong vũ trụ rất là công bằng, ví dụ như mình cho, mình tặng thì mình có phước, nhưng mà mình tiếc thì mình không hưởng được phước khi mình có phước, quả báo á. Nên vào thời Đức Phật có ông Phú Hộ, ông không có vợ con gì hết trơn á, ông giàu dữ lắm, rồi ông mới mất.
thì đâu ai thừa kế đâu. Thì tiền bạc của ổng á, nhà vua mới sung vào cho ông công quỹ, mà chở xe ngựa mà đem đi chở vàng bạc của ổng về kho của nhà vua đó, mà chở cả buổi trời á mà hết vàng bạc. Cái người ta mới hỏi là cái ông này ổng nhân gì duyên gì, ổng làm thiện phước gì mà ông được cái của cải tài sản nhiều như vậy, mà hàng ngày ổng sống không dám ăn uống chứ, mặc đồ rách te tua giá tùm lum chứ, ngủ mùng thôi cũng túm tới túm lui, còn ăn toàn ăn cơm nguội rồi ăn gì không à, mà ổng giàu vậy đó, ổng dám ăn, ổng dám xài chứ. Bây giờ cũng rất là nhiều người vậy chứ không phải là mình ông đó không nha. Có nhiều người làm ra tiền dám xài cắt không à. Chín chỉ mua thêm chỉ nữa 10 thành cây. 990.000 kiếm 1.000 nữa thành triệu, cất tủ khóa lại. Bỏ đó, ăn uống không có gì ăn, dân ốm nhách, ốm nhôm, xanh chành tái lét luôn á, mặt không đủ mặt, ăn không đủ ăn. Mà quý vị biết ai mặt không đủ mặt, ăn không đủ ăn quý vị biết không? Đó là người nghèo đúng không? Mới mặt không đủ mặt, ăn không đủ ăn. Nhưng mà đằng này người giàu mà không dám ăn, không dám mặc, nên nó tương đương với người ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc. Vậy mà hưởng phước thế gian á là tương đương nhau. Nên cái người giàu có này tương đương với người ăn mày. Biết đâu ăn mày nhằm khi người ta ăn xài sang hơn. Nên mới hỏi Đức Phật tại sao vậy, thì Đức Phật mới nói là mấy ngàn kiếp về trước đó, ổng là một cái gia đình ở đầu làng, cũng khá giả đầu làng. Ở nơi đó có một vị độc giác Phật đi khất thực. Thì vị độc giác đó qua từng nhà đứng lại, ai cúng 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 thôi đi tiếp. Ổng chỉ sợ người ta nói ổng chùm sò, cho nên là ổng ra ổng xớt cho vị độc giác Phật chán cơm. Mà mỗi khi vị độc giác đó đi qua khỏi nhà ổng, bắt đầu ổng quay vô ổng nhăn ổng nhưỡi. Ổng nói là tối ngày không có làm gì hết trơn á, đi xin người ta không hà. Cơm này tôi cho ông á, để tôi cho đầy tớ tôi ăn còn ngon hơn, tôi cho chó nhà tôi ăn á còn ngon hơn. Rồi hơi đâu mà cho mấy cái ông mà tối ngày ở không không. Ổng vô nhằn vậy đó, mà qua bữa sau á, cái vị độc giác Phật đó đi khất thực ổng cũng cho tiếp. Ổng sợ người ta nói ổng chùm, cho nên ổng cho. Nhưng mà không ngờ á quý vị, cái quả báo mà ổng cúng dường cho vị độc giác Phật đó, ổng sanh nhiều kiếp trên cõi trời, nhiều ngàn kiếp trên cõi trời, nhiều ngàn kiếp ở thế gian. Hết sanh ở cõi trời rồi ổng xuống thế gian, ổng sanh ra toàn là giàu có nhất xứ không. Cái đó là quả báo cúng dường cho vị độc giác Phật đấy. Nhưng mà cái tâm mà nhằn nhưỡi, tâm tiếc của này nó đi theo sau ổng, nên không có kiếp nào ổng hưởng được bất kỳ cái gì cả. Ổng sống trong cái cảnh đói khổ, ổng không có dám ăn, nên ổng đói chịu nhịn đói vậy đó, không có ăn đồ gì xịn hết trơn á, ăn bậy bạ sống qua ngày đó. Mặc không dám mặc, cất kho, giải trong kho ổng toàn đồ mới cáo, đầy kho luôn, không dám mặc cái áo cái quần gì hết trơn. Mặc đồ rách rồi đồ nói chung là đồ như người nghèo đó, ăn như người nghèo, ngủ như người nghèo, mặc đồ rách như người nghèo, mà ổng là đại phú hộ. Chính cái quả báo đó, nó hình thành nên cái tâm của mình, cái tâm tiếc của. Chính tâm tiếc của đó không có xài, nên ổng không có hưởng được cái mà quả báo ổng cúng dường cho vị độc giác Phật. Nên tiền của dữ lắm, giàu sang khủng khiếp luôn. Mấy chục cổ xe ngựa kéo vàng ổng, mà kéo nguyên buổi mà kéo chưa hết vàng ổng mà. Nhưng mà ổng nghèo vậy đó, ổng sống trong cảnh hồi nhỏ tới lớn không biết đi vô quán uống ly cà phê ra làm sao, đừng nói ăn nhà hàng ở khách sạn, toàn là ăn cơm thiêu được không quý thấy không. Cho nên á, vũ trụ rất công bằng, tâm gì hành động gì thì quả báo nó đi theo kiểu đó, chứ không sai không khác à, quý vị. Cho nên nếu chúng ta có những cái tâm mà không có hoan hỷ, nên chúng ta nên sám hối và mình ghim vào đó, mình tư duy để mình vượt qua nó nha. Thì đằng này cũng vậy, mình mà lỡ làm phước, mình có phước rồi đó,
Mình lỡ mình có sẻn, có tiếc, có gì đó thì mình mới suy nghĩ, mình là thôi mình cho người ta rồi, có tiếc cũng đã cho rồi. Tiếc làm chi? Để phước báo kiếp sau mình có phước mà không có hưởng được phước. Nên thôi giờ không tiếc, mình đã cho rồi là hoan hỷ hết, ai muốn làm gì làm. Người xấu, người tốt gì tôi không cần biết, tôi thấy đáng cho là tôi cho. Trong lúc tôi cho là trong lúc họ khó khăn, trong lúc tôi cho là lúc họ cần thiết. Nha, cho nên mình cho thôi. Kệ, thấy cho được mình cho. À, thưa thầy, người mất trong 3 năm đầu hay về báo mộng, ba con cho mẹ con thấy là ba con đang tu trong một cái cốc ở một ngôi chùa, bảo là mẹ con yên tâm đi, tôi tu gần xong rồi. Kể từ đó là hơn một năm nay không còn thấy ba con nữa. Thầy cho con hỏi giấc mơ như thế có thật không thưa thầy? Trước lúc mất ba con hay nghe nhạc niệm Phật, và mất rồi được 12 vị sư thầy tụng 49 ngày. Dạ thầy cho con biết ba con như thế có tốt hay không? Trước khi người ta mất á, người ta nghe nhạc niệm Phật, rồi sau khi mất có các thầy tụng thì đó là cũng có nhân duyên với nhà Phật đấy. Chứ không có nhân duyên rước hoài không có thấy thầy. Có những người á, quý vị rước mà không có thầy nào đi chứ. Cái mình hỏi là tại sao mấy thầy, các thầy là không đi đám, rước ngay chân cái ngày đó, ngày đại lễ, ví dụ như ngay chân Tết ai đi, rồi á, ngay chân á, lễ Phật Đản ai đi, ví dụ như vậy đó. Tại người ta không có lựa ngày. Rồi mất ngay chân ngày đó, tại vì mình không có phải là sanh tử tự tại, nên tùy nghiệp mà đi. Nên được các thầy tụng nhiều vị như vậy thì đó là một cái duyên lành. Rồi bây giờ á, là trước khi mà mất có nghe nhạc niệm Phật, nghe tiếng niệm Phật thì đó cũng là một duyên lành. Chứ đó không nói được là người đó giảng sanh hay là tái sanh ở đâu cả. Đó chẳng qua là có cái duyên lành mà thôi. Còn cái gì chuyện nằm chim bao là thấy á, mẹ thấy cha của cổ là nói là đang tu ở cốc, tu gần xong rồi, thì đó chẳng qua là niềm chim bao thôi. Cái chim bao á, có thật hay không á thì thầy không có biết. Thầy không có biết là cái vị đó có về cho người mẹ ở trong mộng hay không. Là tại sao nếu mà vị đó tu ở trong cốc, vị là người vị đó làm người hay sao, hay tu ở cõi nào? Nếu làm người á thì làm sao về báo mộng cho cái người kiếp trước của mình được, người vợ kiếp trước được, đã làm người là qua kiếp sau rồi đúng không? Thì đâu có về báo mộng cho vợ kiếp trước được. Ví dụ mình giờ mình có báo mộng cho ai kiếp trước được không? Nếu không có thì người ta đã tái sanh làm người rồi thì chắc không có báo mộng được đâu. Còn nếu không có làm người thì sanh ở cõi nào, mà tu đó là tu ở đâu, cốc ở chỗ nào, lồi nào, vân vân. Nói chung đó chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Mà giấc mộng đó cũng là một giấc mộng đẹp. Đẹp gì? Là thấy cái người chồng đi về nói tu thì ngon rồi. Có nhiều người nói là trời ơi, cái này đi giữ gà giữ vịt không? Hỏi sao giữ gà giữ vịt? Rồi là đám ma nó làm gà làm vịt nhiều quá, hàng năm đám con bổ sung thêm nữa, giữ gà giữ vịt muốn chết. Đó là cái giấc mộng không đẹp. Còn có nhiều người thấy á, là đói khát, đi về đói khát, không quần không áo, mặt lạnh lẽo khóc than. Đó là giấc mộng ác mộng chứ không phải mộng đẹp. Còn đằng này á, thấy á,
Người chồng đi về nói là đang tu ở am cốc nào đó, tu sắp xong là tu có kết quả, thì đó là giấc mộng đẹp. Cho nên thật hay không thì thầy không có biết, tại thầy đâu có biết cái vị đó có xuất hiện thiệt hay không, hay là chẳng qua là cái người vợ đó nhớ chồng và những ký ức cũ để làm hình thành nên cái giấc mơ mà thôi, ở trong tưởng tri của mình, chứ không phải là sự thật cái vị đó có về ở trong không gian của giấc mơ. Cho nên á, hỏi thật hay không thì thầy không biết, nhưng mà mơ thấy tu á, là giấc mộng lành. Còn trước khi chết nghe nhạc niệm Phật đó là điều lành, và được quý thầy tụng kinh cầu siêu đó là việc lành. Cho nên là người cha này của cô Phật tử, những cái việc lành đó kết hợp lại thì mình suy ra là chú là đang hiện diện ở nơi lành, tức là nói cõi lành đó, tức là không có bị đọa lạc. Mình suy ra vậy thôi, chứ làm sao thầy biết được, trừ trường hợp là phải biết là chú ở đâu như thế nào, rồi trừ trường hợp là mình cũng phải có cái chút thần lực nào đó soi các cảnh giới như ngày Mục Liên vậy đó. Mục Liên vừa được lục thông muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tìm, thấy dông mẫu sanh nhầm ngã quỷ, không uống ăn tiều tị hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, vân vân. Như vậy thì là ngài dùng thần lực, tức là dùng thần thông là thiên nhãn soi tìm kiếm, mà cũng phải biết ai ở địa chỉ nào, chứ lơ mơ tìm không ra. Nhiều quá ở trong pháp giới này, giàu có thần thông không phải bà con thân tộc mình tìm cũng khó chứ không phải giỡn đâu nghe. Tìm phải biết tên họ đúng địa chỉ, hồi sống ở đâu và chết đi sanh về đâu rồi đó, người ta tìm khó lắm, không phải là chuyện đơn giản đâu. Ngài Mục Kiền Liên sở dĩ tìm được mẹ là ngài biết rõ mẹ của mình. Còn mình tìm một chúng sanh thông thường bình thường á, mình tìm khó lắm. Dầu cho có thiên nhãn cũng là quét ở trong trời đất này nè, là 31 cõi, 4 cõi ác, 7 cõi thiện của dục giới là 11 cõi, 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời của vô sắc. Mà một cõi với là tỷ 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 muôn ngàn chúng sanh luôn, kiếm từng người từng người từng người lựa qua, nên phải có cái địa chỉ cụ thể mới kiếm được. Ý địa chỉ cụ thể nghĩa là gì? Ví dụ như sanh về trời Tứ Đại Thiên Dương thì sanh ở đâu ở Tứ Đại Thiên Dương, ở nội diện hay ngoại diện? Xin lỗi, trời đâu sức chứ mới có nội diện ngoại diện. Tứ Đại Thiên Dương là bốn vua trời, là bốn khu vực khác nhau, thì khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4, khu vực nào. Còn nếu mà sanh về trời đâu sức á, đâu sức có nội diện có ngoại diện thì là thuộc về nội diện hay là ngoại diện? Trong ngoại diện đó là có 32 cõi bao xung quanh, như vậy là cõi nào. Ví dụ sanh về trời đau lợi, mà đau lợi thì có 33 từng trời có đau lợi khác nhau, vậy thì là ở từng 17 hay từng 18, dần dần. Có nghĩa là mình phải xác định cái vị trí, thì lúc đó ta mới phóng cái luồng thiên nhãn ta mới thấy được. Chứ thôi tìm một chúng sanh khó lắm, nên bữa hổm có cô Phật tử gọi lại: con thương má con lắm thầy ơi, bây giờ má con á mất mà con không biết má con ở cõi nào, đâu thầy ráng dùng huệ nhãn thầy kiếm giùm con. Cái thầy mới nói là hãy cho địa chỉ đi, ví dụ hỏi bà chết bà về đâu đi, về cõi nào đi, rồi thầy mới là theo cái địa chỉ đó được. Chứ bây giờ không có địa chỉ biết đường biết xá đâu, mênh mang trời đất biết ra ngã nào, biết đường biết xá đâu. Là trời sao con biết má con sanh về đâu thầy? Vậy là không biết má sanh về đâu thầy không kiếm được đâu. Vậy thôi chứ sao giờ, không biết sanh về đâu phải biết sanh đâu, còn kiếm sanh về Tứ Đại Thiên Dương thì mình kiếm Tứ Đại Thiên Dương, chứ vợ trong trời đất quá trời nội cái loài súc sanh thôi. Một ổ mối nhiều con, ổ kiến nhiều con, mà trên thế giới bao nhiêu ổ mối nhiều ổ kiến, nói là mối với kiến thôi là kiếm cũng đủ là hết thời gian luôn rồi.
nên tìm không có ra đâu. À, quý vị, chỉ có những cái vị gọi là trí tuệ cao siêu như các La Hán, Bích Chi Phật, Phật Chánh Đẳng Giác, thì các vị đó mới dùng cái tuệ nhãn thần lực mà phải biết là người đó là ai, như thế nào, người ta mới soi theo đó đi. Bây giờ mới nói tên không ai biết, nó trùng tên quá trời quá đất. Trùng tên, nói là sàng lọc tên thôi là cũng mất mũi vậy. Đấy, tên rồi mình phải địa chỉ, rồi ngày tháng năm sanh, rồi ngày tháng năm mất. Thấy không? Ta mới ta đó để cho khác biệt đó. Nếu trùng luôn hết trơn luôn thì phải con nhà ai, con nào. Dân dân. Rồi trùng nữa, cha mẹ trùng tên nữa mới xét tên ông nội. Tên ông ngoại thôi. Cho nên đó quý vị, thì cái đó là cũng là cái việc tốt. Theo thầy nghĩ á, thì chúng ta đừng có tri cứu là sanh ở đâu, mà mình hãy làm hết cái trách nhiệm của mình đối với những người mất theo pháp nhà Phật đi, rồi sanh đâu tùy duyên đi. Chứ người phàm mắc thịt mà muốn chi nguyên sanh ở đâu không sao được. Có nhiều người nói là thầy con tức muốn chết luôn. Nhà kế bên á, ông già mất, về báo mộng đêm nào cũng báo cho thằng trai út chứ. Mà ông già con mất mấy năm nay không có báo mộng giấc nào chứ, nên tức cũng chết. Nên quý vị cũng đừng tức, tùy duyên thôi. Cái người mà báo được mộng cũng chưa chắc phải là có báo đâu, nhầm khi cái người mà nằm mộng đó là người ta cảm ứng đạo giao gì thôi, hoặc là trong tưởng tri gì đó ta thương nhớ quá, hoặc là có nhân duyên gì nhiều đời nhiều kiếp trước nhau. Còn mình không thấy cũng chưa chắc phải là không tốt, biết đâu người ta giảng sanh mình đâu có thấy đâu, hiểu không? Còn cho thấy cũng chưa chắc là tốt, biết đâu chưa được giảng sanh lẫn quẩn đâu đây cho thấy hoài sao. Cho nên á quý vị cũng đừng có ham thấy mà đừng ham không thấy gì cả. Quý vị mà mình hãy làm hết trách nhiệm của mình đối với người đó bằng các pháp nhà Phật. Rồi mình tu hành cho được mở các cái tuệ nhãn mình ra, để sau này mình có cơ hội tự mình tìm gặp những người đó và mình giúp đỡ những người thân yêu của mình. Nhưng mà báo cho quý vị một điều, bây giờ là huyết thống, còn dòng máu khi tắt hết rồi là không có bà con. Quý vị không tin hả? Cha mẹ ruột qua kiếp sau không có dính dáng gì nhau nếu hết duyên. Quý vị chứ đừng có nói là hẹn gặp suối vàng gì, không có đâu. Quý vị mỗi người một nghiệp đi một nơi, và khi gặp lại cũng chưa chắc phải là vợ chồng anh em gì đâu, mà không có dính dáng gì hết. Tại vì khác dòng máu rồi thì nó giống như người dân. Nên còn thở còn bà con, hết thở là người dân đấy. Đó là sự thật đó. Cho nên á, trong luân hồi vũ trụ xây dần á quý vị, có nhiều cái mà mình chưa biết đó. Mình tính đâu á là kiếp này vậy qua kiếp sau cũng y vậy, không có nè. Huyết thống là dòng máu, mà nó hết dòng máu hết gen rồi là sanh ra cõi khác, ở chỗ khác rồi, đâu có còn dính dáng gì nhau. Chẳng qua là duyên nghiệp ân quán trả dây gặp thôi, chứ nó không phải là dính dáng nhau. Rồi, rất là cảm ơn những câu hỏi của quý vị Phật tử. Và cũng thông qua kênh Zoom Online, thầy cũng nói về cái vụ mà bán thuốc. Người ta là giả trang chùa của mình trên Facebook á, để mà quảng cáo thuốc bán, dần dần. Thì chùa mình không có bán thuốc nha, nói là chùa mình không có quảng cáo để bán thuốc. Nên quý vị hãy nói với những cái người nào mà người ta muốn mua thuốc á, là không có có. Tại vì người ta đem cái video này hướng dẫn cho người ta những cái bài đông y, rồi người ta để cái địa chỉ điện thoại của người ta. Thứ nhất người ta xưng là thầy, thứ hai là chùa. Người ta bán thuốc để trục lợi, bán thuốc mà như vậy là quý vị là không phải là chùa của thầy bán thuốc.
Còn ai mà có bán gì đó thì quý vị có liên hệ với ở chùa để mà biết đúng hay không. Số điện thoại chùa mình là 028 3877 3877, số điện thoại di động là 0918 270 732, để mình kẻo lầm mà tiền mất tật mang nha. Và thầy cũng khuyên mấy cái vị mà giả danh chùa, giả danh thầy bán thuốc đó, quý vị cũng dừng lại đi, đừng làm vậy. Người thân của mình lấy những cái đồng lời đó mình nuôi những người thân của mình mà mình làm trong cái nghiệp đó, nên là mình sẽ bị cái quả báo không có tốt. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành với quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, đem lại phần quà yêu thương đến cho mọi người, cũng như là các cái công trình giao thông nông thôn, cầu đường, học bổng, nhiều cái việc. Chúc quý vị có một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.